viện chợ quán vẫn như ngày nào. Thường thì các bệnh viện ở Việt Nam thì luôn có những cái hàng quán rồi ăn uống ở phía trước cổng bệnh viện. Tại vì ông ta nhìn bên kia đó là Diamond Lotus, một cái dãy chung cư rất là giống như Marina Bay Sen vậy đó. Theo giống như Marina Bay Sen luôn, lớn lớn tí nữa là y chang luôn. Bây giờ đi đến đâu cũng nghĩ đến rất là nhiều người, được xem, người xem rồi người quay, nhân vật trong video, nên thành ra những cái tiêu đề em đặt nhiều khi nó mang tính chất rất là thật, không có một tí gọi là câu view gì cả. Và chúng ta nhìn bên cánh trái cánh phải là một dãy chung cư. Và cánh trái cũng là một dãy chung cư nữa, nhưng mà chung cư này xưa hơn. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Hàm Tử. Ngày xưa và ngày nay đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì chúng ta đang đứng đây là ngay vị trí khách sạn, bệnh viện, nói nhầm, video quay khách sạn biết. Bệnh viện Hàm Tử, bệnh viện Chợ Quán. Ngày xưa là 192 Hàm Tử đó. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về cầu Chư Y, đường Trần Bình Trọng, rồi chợ Cao Đạt, giáo xứ Mai Khôi. Và ngày hôm nay một buổi chiều rảnh rỗi, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang dạo bước trên cung đường bến Hàm Tử này ha. Và bên tay phải chúng ta đó là bệnh viện nhiệt đới, ngày xưa là bệnh viện Chợ Quán đó. Và video này thì hôm bữa em cũng có đi ngang rồi, nhưng mà hôm bữa thì chúng ta chạy xe máy, những hình ảnh có lẽ trôi qua rất nhanh và của chú anh chị nhìn không rõ. Và ngày hôm nay nhân một cái buổi đi làm về rảnh rỗi về sớm thì mời bà con mình cùng đi dạo với em ha. Sài Gòn bây giờ là 5:30, gần 5:30 thì dạo này Sài Gòn rất là mau tối. 5:30 khoảng 6 giờ trời tối thui vậy, nên thành ra chúng ta phải tranh thủ ha. Bệnh viện Chợ Quán vẫn như ngày nào. Thường thì các bệnh viện ở Việt Nam thì luôn có những cái hàng quán rồi ăn uống ở phía trước cổng bệnh viện. Tại vì họ thuận tiện để mua sắm rồi thăm bệnh đó, nên thành ra dựa vào những cái thuận tiện đó thì người ta bán rất là nhiều ở phía trước. Và cái bến Hàm Tử ngày hôm nay không còn cái dãy nhà bên sông nữa, và đổi lấy hình ảnh đó là một cái đại lộ rất là đẹp. Và để nhìn rõ hơn về căn nhà số 324 bến Hàm Tử thì hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước. Đây là bệnh viện tâm thần ngày nay nè. Và ngày xưa thì bệnh viện thần kinh 192 Hàm Tử. Và ngày nay có số mới là 766 rồi. Khu này thì rất là gần với chợ Hòa Bình. Ở đây có bảng hướng dẫn nè, mình đi thẳng là đi đến chợ Bình Tây và quẹo phải là ngã 7 Lý Thái Tổ. Và chúng ta sẽ đi thẳng ha,
đi thẳng, nếu mà thẳng luôn á thì là đường Bạch Vân rồi chợ Hòa Bình đó. Đó, mình nhìn con đường ngày hôm nay xe cộ rất là tấp nập nè, nhìn không ra luôn đó. Ở đây nhà nước làm một cái hành lang này và cái hàng rào này nè, là bên trong là lối đi bộ nè, để tránh cái tình trạng mà xe máy chạy lên đây rồi đậu lên đây á, bán hàng rong ở trên đây, nên thành ra phát sinh thêm một cái hàng rào thế này. Và nhìn thẳng đó là bệnh ở chợ Hòa Bình. Khu này khu bệnh viện nên thành ra lẹo lưỡi luôn, bà con thông cảm vì đi nói nhiều quá thành ra nó vậy, bị bà con nói hoài. Đó, ông ta nhìn bên kia đó là Diamond Lotus, một cái dãy chung cư rất là giống như Marina Bay Sen vậy đó. Theo giống như Marina Bay Sen luôn, lớn tí nữa là y chang luôn đó. Là khu bên đó là thuộc quận 8 đó. Bên đó là đường Hưng Phú. Và chúng ta đang ở đây là giao lộ Bến Hàm Tử và Quỳnh Mẫn Đạt. Và đi thẳng này chúng ta sẽ đến đường Trần Hưng Đạo. Và ngày xưa khu này là khu làm nước đá đó. Khu này những cái nhà cấp 4 rất là nhiều nè. Rồi chúng ta tiếp tục ha, đi nhanh lên để thôi là trời tối là chúng ta không thấy được căn nhà. Và những video này mang tính chất cập nhật và gợi nhớ các anh chị và các bạn những hình ảnh về quê nhà thông qua những hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ đi đây vào quẹo trái ha. Đó, quẹo trái theo hướng này. Rồi, nhưng mà mình đi bộ thì sẽ đi bộ trong đây. Để sẵn đây cho bà con mình xem khu vực này luôn. Biết đâu trong những hình ảnh này lại có những cái kỷ niệm hoặc là những cái hình ảnh thân quen của cô chú anh chị khác. Bây giờ đi đến đâu cũng nghĩ đến rất là nhiều người. Được xem, người xem, rồi người quay, rồi nhân vật trong video. Nên thành ra những cái tiêu đề em đặt nhiều khi nó mang tính chất rất là thật, không có một tí gọi là câu view gì cả. Những cái video đa phần là thể theo yêu cầu của cô chú anh chị, nên thành ra em không có câu view hay là đặt tiêu đề lung tung để khỏi làm phiền người khác và khỏi gây tò mò, khỏi gây hiểu lầm. Và trước mặt ta đó là hình ảnh của ngôi chợ Thái Bình. Ủa, ngôi chợ Hòa Bình. Trời ơi, nên lộn hoài. Chợ Hòa Bình, một ngôi chợ rất là xưa cổ ở quận 5 này. Và thẳng con đường này chúng ta sẽ đến đường Bạch Vân, và đây là đường Nhiêu Tâm, giao lộ của Nhiêu Tâm. Chúng ta quẹo phải ra Trần Hưng Đạo. Và mình sẽ đi về cánh trái và chúng ta sẽ đi ngang căn nhà số 324. Lúc đó mình sẽ đi ngang qua chợ cá Đạo Tấn luôn đó. Ở đây thì người ta bán gạo, rồi bán cua rất là nhiều. Và ở đây có một cái cây cầu vượt để mình đi qua quận 8, qua Hưng Phú, đường Nguyễn Duy rồi đó. Đường Nguyễn Duy thì con đường rất là dài, nằm cặp bên dòng kênh kênh đôi đó. Cây cầu vượt nè, vượt sông. Sài Gòn trời sắp tối rồi.
chúng ta đi một đoạn nữa thôi thì mình tới là chợ cá Đạo Tấn. Và khu vực này ngày xưa là bà làm rất là nhiều than đá đó. Ở đây có rất là nhiều quán nhậu, quán cua, ghẹ. Những hình ảnh này là mình thấy rất là thân quen nè. Nhất là chú Daily ha, một lần nữa mời bà con mình cùng nhìn lại. Đây, chợ cá Đào Tấn, chúng ta đang ở đầu đường Đào Tấn và Võ Văn Kiệt. Đi thẳng vô kia là đường Bùi Hữu Nghĩa. Rồi Nguyễn Quỳnh Đức, Trần Tuấn Khải ngày nay. Và chúng ta nhìn bên cánh trái, cánh phải là một nhĩ chung cư. Và cánh trái cũng là một nhĩ chung cư nữa, nhưng mà chung cư này xưa hơn. Hôm bữa thì mình chạy xe mình nhìn thấy không rõ ha. Hôm nay mình đi bộ từ từ thấy sẽ rõ hơn. Và phía bên kia đó là dòng kênh Bến Nghé. Và ở đây có số cũ, là để em xem số cũ là mấy nha. 266. Số cũ 300 rồi đó. Và ngày xưa ở đây hình như có một cái chung cư nữa hay sao á, nhưng mà bây giờ không còn nữa và thành một bãi đất trống rồi. Ban ngày thì ở đây là làm than, bán than, nhưng bữa nay chiều người ta nghỉ rồi. Mình đi vài căn nữa sẽ tới 324. Ở đây những cái nhà rất là xưa nè. Ở đây là số lên xem số cũ là số mấy đây. Là 322 nè, nhà đóng cửa là 322 nè. Đó. Rồi kế bên là nhà 324. Nhà này bán đó, nhà 324 này á. Số cũ luôn nè. Đó, số trên là số mới đó, số nhỏ nhỏ ở dưới là số cũ đó. Nhà bán bản sao quá nhìn thấy không rõ. Và kế bên cũng có một cái nhà và chúng ta nhìn lại cái view đối diện nhà nè. Bây giờ cái view của nhà chúng ta là sẽ nhìn ra bờ sông và cái đại lộ như thế này. Rất là khác ngày xưa ha. Ngày xưa một cái vùng tối, con đường rất là vắng vẻ, rồi ổ gà ổ voi không à. Và ngày hôm nay thì chúng ta nhìn lên đó, nhà có cái máy hiên nè, Minh Châu đó, nhà Minh Châu nè. Do có cái máy hiên thì mình nhìn thấy không rõ trên cho lắm đó, nên bà con thông cảm ha. Coi bắn xem qua đường thử, qua đường mình nhìn cho nó rõ hơn. Đó, mình nhìn qua nha, qua nhà mình nè. Nhà Minh Châu nè. Đó, vậy nhìn nó rõ hơn nè. Đó. Nhà có một lầu, hai lầu, ba lầu. Đó. Kế bên thì bán gạch. Nhà 330 thì
nhà như nhà rửa xe thì phải. Đó. Nhà đen đen nâu nâu đó. Xe đông quá, mình đợi bắn xe qua đường lại ha. À, chúng ta đang đi ở bên lề đường bên đây nè. Thường ở đây thì xe rất là đông, chạy luôn tuần. Rồi phía trước chúng ta đó là ngã ba đường Trần Tuấn Khải và một số hình ảnh ở cung đường Bến Hàm Tử và nhà số 324, 330 gửi bà con cô bác. Chúng ta cùng nhìn về khung cảnh của ngày hôm nay và hồi tưởng lại một số ký ức của ngày xưa. Và bây giờ thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ bên Năm TV nha. Đó, bên đây là đường Nguyễn Quỳnh Đức ngày xưa nè, và bây giờ là Trần Tuấn Khải đó. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. À, nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè. Đó, Sài Gòn cũng tối rồi, thôi em đi về thôi, bye bye.